Chính quyền Mỹ chấp thuận gửi các hệ thống tên lửa dẫn đường phóng loạt tới Ukraine. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chấp thuận gửi các hệ thống tên lửa dẫn đường phóng loạt tới Ukraine. Các hệ thống được đề cập có thể là M-31 GMLRS. Hãng tin TASS dẫn nguồn tờ New York Times cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chấp thuận gửi các hệ thống rocket dẫn đường phóng loạt GMLRS, còn gọi là pháo phản lực phóng loạt tầm xa tới Ukraine. Thông tin này được New York Times trích dẫn từ các quan chức Mỹ giấu tên. Các hệ thống được đề cập có thể là M-31 GMLRS, viết tắt của hệ thống rocket dẫn đường phóng loạt. Việc chuyển giao M-31 GMLRS như là một phần của gói khí tài gần 40 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine sẽ được công bố vào tuần tới. M-31 GMLRS có tầm bắn là từ 70 đến 500 km tùy theo loại đạn. Hệ thống này có thể là được trang bị tên lửa dẫn đường bằng vệ tinh. M-31 GMLRS được đặt trên một loại xe bánh xích. Ngoài ra, gói khí tài mới của Mỹ có thể là bao gồm hệ thống pháo phản lực cơ động cao đặt trên xe bánh lốp còn gọi là HIMARS. Trước đó, Lầu Năm Góc cho biết là ngày 27 tháng 5 rằng Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc vận chuyển các hệ thống MLRS đến Ukraine. Các phương tiện truyền thông của Mỹ đưa tin rằng Mỹ vẫn chưa thực hiện các chuyến hàng này trong nỗ lực ngăn chặn xung đột leo thang. Ngày 24 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm đáp ứng yêu cầu giúp đỡ của những người đứng đầu hai nước Cộng hòa tự xưng Donbass. Ông nhấn mạnh rằng Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine mà nhằm mục đích phi quân sự hóa và phi phát xít hóa đất nước này. Ukraine gọi đây là cuộc tấn công vô cớ. Mỹ và các đồng minh đã phải trả đũa bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga và tăng cường cung cấp khí tài cho Kiev. Năm 2004, hệ thống rocket dẫn đường phóng loạt M-30 GMLRS được lực lượng pháo binh của Mỹ lần đầu sử dụng. Sản phẩm này được trang bị một động cơ mới có khả năng di chuyển ở phạm vi lên tới là 60 km, cũng như là dùng hệ thống dẫn đường quán tính và vệ tinh. Tên lửa M-30 có thể khắc phục các đặc tính chiến đấu hạn chế của dòng M-270 MLRS và M-142 HIMARS MLRS trước đó. Sau đó, chúng tiếp tục được cải tiến, tích hợp với các thiết bị chiến đấu khác nhau. Pháo phản lực luôn nằm hàng đầu trong danh sách những khí tài mà Ukraine đề nghị phương Tây viện trợ trong 3 tháng qua. Ukraine phải nhận được các loại khí tài hạng nặng, đặc biệt là pháo M-142 HIMARS và pháo phản lực M-270 để đánh bại đối phương. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm 8 tháng 5. Pháo phản lực phóng loạt sẽ giúp chiến dịch phòng thủ của chúng tôi hiệu quả và chủ động hơn. Chúng tôi sẽ có khả năng tập kích sâu vào đội hình tác chiến của Nga, khiến đối phương không thể cơ động và tập trung hỏa lực quy mô lớn để chọc thủng phòng tuyến Ukraine. Ông Mykola Berezleskov, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine, viết trên Twitter. Theo giới chuyên gia, việc sở hữu các hệ thống pháo phản lực tầm xa sẽ mang đến những lợi ích rõ ràng cho quân đội Ukraine. Chúng bổ sung đáng kể năng lực tác chiến cho quân đội Ukraine trong bối cảnh lực lượng này chỉ vận hành các loại pháo phản lực từ thời Liên Xô. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp tổ chức giao thông nhằm giảm thiểu ùn tắc trên địa bàn thành phố. Một trong những phương án mà sở này yêu cầu Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội chủ trì cùng các đơn vị quản lý đường bộ tổ chức đếm lưu lượng phương tiện tất cả các hướng đi tại các nút giao trên các trục đường. Cụ thể, trục đường quốc lộ 6 gồm nút giao Ngã Tư Sở, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Vũ Trọng Khánh, Trần Phú, trục đường 70 đoạn Hà Đông, Văn Điển, ngã ba Sa La, Cầu Bưu, nút giao Cầu Tó, trục đường Láng Hạ, Lê Văn Lương gồm nút giao Vũ Trọng Khánh, Tố Hữu, Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám. Căn cứ số liệu đếm lưu lượng phương tiện, các đơn vị tính toán khả năng thông hành của các nút và đề xuất các giải pháp, phương án điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đếm xe xác định lưu lượng phương tiện vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Dậu đến cầu Mai Dịch và ngược lại để nghiên cứu điều chỉnh tốc độ khai thác phục vụ sửa chữa khẩn cấp sự cố xô lệch khối cầu tại vị trí trụ T50 và T91. Ngoài ra, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội được yêu cầu tăng cường công tác bố trí chốt trực, hướng dẫn phân luồng giao thông, giảm ùn tắc giao thông tại các nút giao trên các trục đường. Theo tin từ công ty đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro, kể từ ngày bắt đầu tuyến đi vào vận hành khai thác thương mại mùng 6 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 26 tháng 5 vừa qua, tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2A Cát Linh Hà Đông đã vận hành an toàn 202 ngày, vận chuyển được hơn 3,1 triệu hành khách. Tỷ lệ tàu chạy đúng giờ là 99,98%, tỷ lệ hành khách đi vé tháng bình quân trong ngày từ 55-60%. Giờ cao điểm, hành khách sử dụng vé tháng chiếm 75-80%. Hành khách đi tàu hiện đã tăng gấp 2,5 lần so với thời gian đầu và trong thời gian giãn cách xã hội. Theo thống kê, trong ngày làm việc bình thường, khách đi tàu từ 21.000 đến 22.000 khách. Vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, con số này vào khoảng từ 25.000 đến 30.000 khách. Đặc biệt, trong các ngày nghỉ lễ, hành khách trải nghiệm tăng đến trên 40.000 hành khách. Riêng ngày 1 tháng 5 vừa qua đã vận chuyển trên 50.000 hành khách. Bước đầu, tuyến đường sắt đã phát huy hiệu quả,
góp phần chống ùn tắc trong giờ cao điểm trên hành lang tuyến. Liên quan đến tiến độ lắp đặt hệ thống thu phí tự động ETC tại các trạm thu phí BOT, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành và các đơn vị lắp đặt làn thu phí đảm bảo tại mỗi trạm thu phí chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo giải quyết các vướng mắc bất cập của dự án trạm thu phí BOT một cách triệt để, phối hợp của các ngành các cấp để giảm tối đa ảnh hưởng đến thu hút nguồn lực đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo các nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ thu phí ETC khẩn trương lắp đặt các làn thu phí còn lại, đảm bảo tại mỗi trạm thu phí chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước quyết liệt chỉ đạo VEC hoàn thành lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các dự án do VEC quản lý. Đến 31 tháng 7, nếu không triển khai, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bao gồm cả việc xem xét việc tạm dừng thu phí, tức xả trạm. Thưa quý vị, sáng nay 28 tháng 5, Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu và Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk đã chính thức ra mắt và khởi công dự án Tổ hợp Thiên đường Sữa Mộc Châu. Đây là hệ sinh thái nông nghiệp khép kín, hiện đại, gồm trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao, kết hợp du lịch sinh thái và nhà máy chế biến sữa công nghệ cao. Từ năm 2020, Mộc Châu Milk chính thức trở thành đơn vị thành viên của Vinamilk. Hai tên tuổi lớn của ngành sữa đã dành hơn 2 năm cùng nghiên cứu, hình thành dự án mang tên Tổ hợp Thiên đường Sữa Mộc Châu với tổng số vốn đầu tư lên đến 3.150 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án về nông nghiệp công nghệ cao có quy mô đầu tư lớn nhất từ trước đến nay và cũng là mô hình thiên đường sữa đầu tiên tại Việt Nam. Dựa trên định hướng mục tiêu là phát triển du lịch tại Mộc Châu gắn liền với chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Sơn La, trong đó ngành chăn nuôi bò sữa là chủ lực. Tổ hợp Thiên đường Sữa Mộc Châu hướng tới là hệ sinh thái khép kín từ sản xuất nông nghiệp tới chế biến sữa công nghệ cao, đi đôi với phát triển bền vững, kết hợp du lịch sinh thái để bảo tồn giá trị thiên nhiên. Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Chính phủ dành khoảng 6.600 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm. Đến nay, các địa phương đã thực hiện hỗ trợ được hơn 4 tỷ đồng cho 10.000 lao động. Theo Nghị quyết 11 năm 2022 của Chính phủ về chương trình hồi phục kinh tế xã hội năm 2022-2023, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm. Mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1 triệu đồng một tháng, và người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp là 500.000 đồng một tháng. Thời gian thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022, chính sách hỗ trợ này của Chính phủ nhằm giữ chân người lao động tại các khu công nghiệp, khuyến khích họ quay trở lại khu công nghiệp làm việc. Qua kiểm tra đến nay, cơ bản các địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Tổng số lao động dự kiến hỗ trợ khoảng 3,4 triệu người, nhưng tới nay khoảng 10.000 lao động với tổng số tiền là 4 tỷ đồng. Giá vật tư nông nghiệp như thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật liên tục tăng mạnh khiến hàng trăm nghìn hộ nông dân tại tỉnh Sơn La khốn đốn. Trước thềm sự kiện Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân tại tỉnh Sơn La cũng như kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, chúng tôi đã ghi nhận những tâm tư nguyện vọng của người dân trên địa bàn muốn gửi gắm đến Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ trong dịp này. Nhà ông Thành ở xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La là một trong những hộ dân bao năm qua sống dựa vào nghề chăn nuôi lợn. Từ khi giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng giá cũng là lúc đàn gia súc của ông liên tục giảm. Năm ngoái gia đình ông nuôi khoảng 200 con lợn thì đến nay chỉ còn khoảng 60 con. Đề nghị là coi như là xem xét lại cái chỗ cái giá cả cám này, xem nó có giảm xuống được ít nào cho người dân không. Còn bây giờ như cái đà cám này càng ngày càng lên cao này là công nhận là người dân nuôi chăn nuôi là không có một tí công nào. Cái cám thì là cao, lợn thịt thì bán ra thì nó rẻ quá. Còn đây là đại lý chuyên cung cấp thức ăn chăn nuôi trên địa bàn thị trấn Thuận Châu. Theo chủ cửa hàng, năm ngoái giá thức ăn chăn nuôi tăng 8 lần và sang năm nay đã tăng 4 lần. Tình trạng nợ đọng kéo dài của nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã xảy ra. Từ năm ngoái sang năm nay là coi như là sản lượng giảm 2/3. Thứ tư vì giá cả là tăng lên, giá lợn là gia súc không lên.
Không chỉ trong lĩnh vực chăn nuôi mà ngay cả lĩnh vực trồng trọt cũng chịu tác động lớn từ giá cả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Những hộ dân trong hợp tác xã Quỳnh Thuận gắn bó với cây thanh long từ năm 2017. Tuy nhiên, năm nay họ chỉ sử dụng phân bón theo kiểu cầm chừng và cũng đang lo chất lượng sản phẩm sẽ không đảm bảo để xuất khẩu. Phân đắt quá mà làm thì quả trồng ra thì như quả mận, quả mơ thì chỉ có được 3-4 nghìn một cân thôi. Nhưng mà phân thì năm ngoái, đầu năm 2021 thì phân đạm thì nó chỉ 6-700 nghìn một bao phân thôi. Mà bây giờ 1 triệu một bao, nên là bà con trồng, chăm sóc, lố. Từ trung ương cho đến tỉnh, huyện cũng có những cái giải pháp, có những cái biện pháp để làm sao đó để bình ổn được giá, và đặc biệt là làm sao đó để cho cái giá cả về vật tư nông nghiệp mà ổn định được cũng như là hạ thấp được thì bà con cũng sẽ tổ chức triển khai nó dễ hơn. Với trên 410.000 hecta đất nông nghiệp cùng với số lượng đàn gia súc trên 700.000 con, gia cầm khoảng 7 triệu con, kinh tế của tỉnh Sơn La vẫn phụ thuộc chính vào lĩnh vực nông nghiệp. Nếu giá vật tư nông nghiệp vẫn tiếp tục tăng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế cũng như đời sống của bà con nông dân địa phương này. Theo nghị định mới nhất của Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19 tháng 10 năm 2020 thì vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn đó đến hết ngày 30 tháng 6 sắp tới. Theo đó, thay vì sử dụng hóa đơn giấy thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Hiện nay, 63 tỉnh thành trên cả nước đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Mặc dù còn nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhưng việc áp dụng hóa đơn điện tử cũng cho thấy nhiều lợi ích, như giúp cho người sử dụng hóa đơn, người nhận hóa đơn tiết kiệm được chi phí trong việc thực hiện thủ tục hành chính, giảm thiểu rủi ro trong quá trình sử dụng, tránh thất thoát, cháy hỏng hóa đơn, giúp cho doanh nghiệp đẩy mạnh áp dụng số hóa, cơ quan nhà nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số. Chuyển đổi số và kinh tế chia sẻ đang là hướng đi được chính phủ khuyến khích và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển. Đây là quá trình áp dụng công nghệ nhằm thay đổi phương thức kinh doanh, quy trình làm việc, giúp người lao động hiểu hơn về công nghệ. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư tạo ra ứng dụng sử dụng trên điện thoại thông minh để cung cấp nền tảng cho người kinh doanh. Thay vì buôn bán theo cách truyền thống là giới thiệu sản phẩm, món ăn đến khách hàng hay đơn giản khách hàng tự tìm đến quán, cửa hàng này đã quảng cáo món ăn của mình trên ứng dụng điện thoại thông minh để thu hút khách hàng. Có rất là nhiều khó khăn vì một cái quán cố định nếu không kinh doanh công nghệ mới bây giờ mà chỉ kinh doanh theo kiểu truyền thống thì chỉ có những khách hàng là họ thực sự đi vào con đường này hoặc là họ đến gần đây họ mới ghé thôi. Còn bây giờ kinh doanh online như vậy rồi bán hàng ở trên mạng trực tuyến thì mình thấy có rất nhiều người họ tìm đến, họ dùng thử sau đó thì họ có quay lại, họ ủng hộ mình. Tương tự kinh doanh trong lĩnh vực bán cà phê gần 10 năm, ông Thịnh dần chuyển sang sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh để tiếp cận với khách hàng. Với ông, kinh doanh online như một giải pháp giúp ông có thêm thu nhập. Thực ra nếu mà mình chuyển được chuyển đổi số thì bán được thì nó làm cho quán nó sẽ thu nhập nó tăng lên. Với thứ hai nữa là nó khỏe hơn cho mình. Thì mình có thể là mình ở một chỗ nhưng có thể mình người ta sẽ đặt online cho mình. Đó thì nó khỏe, với một phần mình không có cần là khách hàng phải ngồi nhiều hơn, nhưng mà mình có thể mình giao hàng tận nơi được, online nó dễ. Nắm bắt được xu hướng chuyển đổi số trong kinh doanh và là mục tiêu của chính phủ đang hướng tới, nhiều doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn hướng đầu tư kinh tế số. Nổi bật là doanh nghiệp này đã tạo ra một ứng dụng Dev Pro mang thương hiệu của Việt Nam, hỗ trợ người dân kinh doanh giải trí trên điện thoại thông minh, hiện được sử dụng trên hai hệ điều hành iOS và Android. Công ty của mình là công ty cung cấp big data lĩnh vực kinh doanh cho tất cả các lĩnh vực kinh doanh như là cà phê, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ, du lịch và thương mại điện tử, thương mại ô tô và là bất động sản và nhà cho thuê. Thì tất cả mọi cái trên ứng dụng đều là bán hàng bằng siêu vệ tinh, tức là bán hàng bằng vị trí từ gần đến xa.
và là sàng lọc vị trí giá từ giá thấp cho đến giá cao, cũng như là những ai mà có thể là mua bất động sản hoặc mua gì thì chúng ta chỉ cần lên trên The App Pro, chúng ta dự trữ gõ từ khóa tìm kiếm ở trên ứng dụng thì nó sẽ có hết. Thì ở trên The App Pro thì nó còn có cả thêm mạng xã hội để cho chúng ta có thể là kết nối bạn bè được nhiều hơn đó. Và ngoài ra thì chúng ta có thể là đọc báo tin tức và sàng lọc. Có thể nói chuyển đổi số là hướng đi mới, đòi hỏi sự nỗ lực của doanh nghiệp. Bởi chỉ khi hòa nhập, các doanh nghiệp mới có thể phát triển kinh tế ở thời đại công nghệ 4.0.